Hello, chào mừng quay trở lại với Trần Đạo Văn Tùng và đến với doán đường trên của Sochomer và ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại với doán KO 13.11 của Sochomer trong cái đấu gặp On khu vực đường trên ở mức rank kim cương của máy chủ Trung Quốc anh em nha. Và để xem ngày hôm nay game đấu mà Sochomer cầm KO đi top đối đầu cùng với On có gì đặc biệt nào. Let's go. Ok, Ngọc Thái Tập hợp sẽ là nhiệt độ chết người, đắc thắng, huyền thoại, tốc độ đánh, đốn hạ, mang đốn hạ đánh tanh ha. Bảng phụ mang ngọn gió thứ hai cùng với kiên cường để lấy kháng CC cùng với phục hồi ở dọn đi đường trước khả năng cấu rỉa đến từ On phía bên kia. Và để xem là đối phương có hơi nhiều CC đấy, tôi nghĩ hơi nhiều CC mang kiên cường hợp lý đấy. Nhánh dưới thì mang tốc độ đánh, sát thương thêm cùng với giáp. Và mức rank đây các bạn thấy là mức rank kim cương anh em nhé, tầm kim cương 2 ạ. Không biết lý do tại sao mà con Caitlyn phía bên kia lại có mức rank bạch kim 1 lạc vào đây nữa. Elo cũng hơi cao đó. Vừa ăn mì vừa leo rank chiêu chiêu ha. Khởi đầu tự tin với kiếm Doran cùng với một bình máu. Đây là một kèo thực ra là chất tướng rất là cao tờ cho Kale ở chỗ là con On nó đi đường thực ra là có chất tướng chống chịu. Nó đi đường không phải là quá áp lực giống như con đấu sĩ. Nên là Kale sẽ có một tiền đề tốt để có thể tăng tiến sức mạnh về sau, tất nhiên là một tiền đề thôi, còn việc tăng tiến được hay không thì còn phải tùy thuộc vào rừng đối phương đánh như thế nào hay là xử lý landing ra sao nữa. Thế là rừng mình là hơi khó rồi đấy. Ủa cái chất tướng cái đội hình gì thế này, cái đội hình gì mà rừng là Kane xong rồi top Kale xong rồi mid Kassadin, cái đội hình này đợt early có mà nát bét à, rồi lại có feed mạng nữa. Khổ rồi, Vladimir ăn mạng chứ Kassadin. Đội hình đối phương thì có một con Caitlyn khá khỏe. Đội hình này siêu late game anh em ạ, Soraka với Aphelios. Tôi không biết đội hình này sẽ cần bao nhiêu phút để có thể vượt qua được giai đoạn đi đường một cách ổn thỏa. Và bắt đầu có dấu hiệu lật lại nữa. Cảm giác sẽ là hơi mất thời gian với đội hình này một chút đấy. Rừng thì gần như cũng sẽ không ganh được trong đầu trận. Mà rừng đối phương lại là con Poppy, con Poppy là một con tướng là chúa băng trụ luôn á. Đi top chỉ sợ đối phương pick rừng Poppy trong level 3 tự nhiên thấy nó lò dò xách cái búa lên. Nghe hơi mệt. Rừng là Kane thì rõ là yếu trong đầu trận, hơi khó ganh rồi. Thôi không thấy có gì mình farm chiêu chiêu ha, bạn level 13 bạn đúc đồ ha. Tôi level 16 thì tôi quạt. Cấp 1 nâng E, cố gắng E để cấu rỉa con On phía bên kia và lát hit đẩy đường nhá. Không phải đẩy quá mạnh, chỉ là lát hit thôi, lát hit và cấu rỉa thôi. E và sau đó đi vào bụi cỏ ngay lập tức để tránh sát thương từ lính trả lại. Một kèo mềm để khởi đầu bằng một cái kiếm Doran rất là tự tin. Kèo này nhiều khi trong giải người ta vẫn mua khiên đấy anh em ạ. Cái khiên đi đường vẫn an toàn hơn rất là nhiều. Và sau cho một cấp độ 2 nâng QQ vào trừ giáp rồi biết là On cấp 1 nâng E nên đánh cực kỳ bố láo luôn. Phun số nhịp độ được kích hoạt dành cho Sao Cha Mông. Phun số nội tại luôn. Tốc độ đánh với phun số là trên 1 chấm. Farm lính thì hai tân đầu Sao Cha Mông mới chỉ miss 1 CS mà thôi. Đó, đây là một tiền đề rất tốt để hướng tới cấp độ 16 cùng với ngưỡng sức mạnh sớm cho Kale. Những kèo mà đi với các con đấu sĩ nhiều khi còn không farm được chứ đừng nói là không hít được kinh nghiệm luôn chứ đừng nói là farm ngon như thế này. Farm chiêu chiêu ha. Ừ, tí nữa thì mất con xe. Lát hit. On tích cực cấu rỉa nhưng mà sao cho mình có ngọn gió thứ hai và có W phục hồi nữa. Ồ, hay rồi, Kane vừa bắt được Poppy khu đứng dưới rồi top solo 1-1 thôi anh em ơi. Con On lại còn mang theo dịch chuyển nữa. Đứt đánh tay rất khó chịu đến từ On. Trước đấy là một cú hook mà sao cho mình đã căn được hitbox hất tung của xung kích bỏng cháy. Và không bị hất tung cho thú vừa rồi. Đó, các bạn thấy con On đi đường mặc dù vậy thôi chứ là con chống chịu đi đường tốt nhất rồi. Tốc biến đánh tay nóng giòn và sao cho mừng thiêu đốt. Tốc biến outplay đến sao cho mừng và sau đó là một cú quy hay đánh tay đây. Thiêu đốt đủ sát thương luôn. Kim cương 2 là PK căng quá ha. Kim cương 2 máy chủ Trung Quốc PK rất căng luôn các bạn. Một tiếng xử lý kỹ năng cũng là rất kỹ năng đến từ sao cho mừng luôn. Wow, pha PK cực khét đến từ sao cho mừng với con On phía bên kia. Đầu tiên là một tình huống căn cái hất tung tới từ này đối phương flash đánh tay nóng giòn luôn này, sao cho bằng W đánh tay. Flash né hất tung đến từ xung kích và thiêu đốt ngược trở lại, lính đánh quá nhiều và On đã quá tham vọng trong việc solo kill một con Kale rồi.
Rất tốt, rất tốt các bạn ơi, một mạng khởi đầu tốt. Cánh dưới thì Kane vừa bắt được Poppy xong thì đã phải trả mạng cho đối phương rồi. Rõ ràng là Cassidy là những cấp độ đầu thì cũng không thể nào đi đường thắng được một con Vladimir. On TP trở lại đón lính và sau đó thì ôi thôi rồi, đi đường nào để nó không ủi e đây, tha em anh ơi. Gõ nguyên cây kẹo mút vào đầu luôn. Bây giờ mới khó này. Bây giờ là làm sao vượt qua được cái level 4 đến level 6 này các bạn. Từ level 4 level 6 tôi nghĩ là sẽ khá khó khăn dành cho con Kayle bởi vì vừa solo kill xong hết spell rồi. Thời điểm này là thời điểm mà thứ nhất là chưa có tay dài của level 6, thứ hai là mặc dù có solo kill nhưng mà đồ mang ra cũng chưa đủ nhiều. Và chất tướng của nó từ level 2 đến level 6 là cực kỳ yếu. Làm sao vượt qua được cái level 4 level 6 một cách yên ổn để mà vừa có chiêu cuối bảo kê bản thân, vừa có tầm đánh xa xa một chút để tránh đối phương có thể all in. Quê lính chưa được reset tới thì sao cho mừng trước khi lên bảng ha. Oh, nó đã đóng băng lính rồi, nó TP đóng băng lính và khiến sao cho mừng mất lính tương đối đấy. Cấp độ 5 đã có dành cho sao cho mừng. On cũng vừa có cấp độ 5 và lính của On đang còn nhiều hơn. Quê lính tiếp tục bị đóng băng và ở thế lính đẩy cực kỳ cao. Nếu mà Poppy lên thì rất mệt. Là Vladimir level 6 lên trước thì cũng rất mệt. Một tiếng hất tung tới từ vị trí của On, lao vào cấu rỉa tốt đến từ On. Ngộp rồi anh em ơi, bắt đầu cảm thấy khó thở rồi. Rừng cánh trên thì Kane đang hoàn toàn mất kiểm soát và có thể là Poppy đang farm rừng cánh trên rồi. Poppy đã lên đã thấy rồi, một wave khó rồi anh em ơi. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Bây giờ Poppy bắt đầu vòng ra phía sau rồi, sao chưa mang nhận ra vấn đề nhưng mà liệu có về đấy không. Một pha bật W đứng cách xa từ một chút, đối phương vẫn có thể lấy máu và khiến sao cho mình không đi đường được cho tình huống này. Bot vừa rồi là một tình huống mà Aphelios đổi mạng cùng với Caitlyn. Khóc rồi anh em ơi, khó rồi. Đó, từ level 4 đến level 6 làm cái gì bây giờ? Làm như thế nào bây giờ? On đang đứng không cho sao cho mình đón kinh nghiệm luôn chứ đừng nói là lát hit. Ui chà, thằng Poppy nó còn chưa về nữa. Thằng Poppy này nó lấy cái gì mà nhiều đam thế. Thôi, nó level 6 rồi. Không qua nổi cơn bi cực này rồi. Không qua nổi cái level 4 luôn anh em ạ. Từ level 4 đến level 6 không qua nổi luôn. Không lên nổi level 6. Dừng thì thôi rồi, Kane đang phải xuống cánh dưới. Poppy đấm đau thật đấy, Poppy nó ủi phát sát tường và nó gõ quỳ cái hết trắng cây luôn anh em ơi. Vâng thật. Sao chúng ta đang nói cái gì rồi, cứu tôi, kiểu gì có Poppy nào trong cái bụi này luôn. Còn On đứng proxy như vậy là khả năng cao là Poppy đang đứng ở đây rồi. Biết ngay mà. Nó lên một cái trường kiếm mà nó gõ đau ra phết anh em ạ. On hất tung thành công, Kane đã có mặt rồi, sao cho mừng quạt luôn nhưng mà coi chừng Poppy nha. Không có đam mà level 5 ạ. Thôi 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 thôi, ra farm lính anh em ơi. Nốt cái tờ lên 6 cái, nốt cái tờ lên 6 này cái. Khổ thật đấy. Có Poppy nó đã chấp nhận chơi như vậy thì chịu rồi. Những chất tướng như là Kane thì sẽ không hỗ trợ được nhiều. Những chất tướng như Kassadin cũng không lên hỗ trợ được luôn. Bot thì Soraka nó cũng không khỏe ra mình như kiểu Leona hay là Pai. Từ level 4 đến level 6 đối với sao cho mừng là một quãng thời gian rất cơ cực. Nhưng cuối cùng cũng đã đón được lính rồi. Tôi nghĩ là gank và hạn chế sức mạnh con Kayle là điều cần thiết. Tuy nhiên thì top bên kia chỉ là một con On thì nó lại là con tướng không tận dụng tốt cái lượng tài nguyên giống như những con đấu sĩ. Con On là một con mà con Poppy cũng vậy. Cả hai con luôn. Nó có thể có một mạng nhưng mà cảm giác là cái lượng tiền được đầu tư. Ôi dồi ôi, cái gì đấy nữa hả, cái góc ủi e ác thế. Thôi 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 thôi, cho tôi chiêu cuối tôi về bạn ơi, cho tôi chiêu cuối tôi về. Ôi, hết mana rồi. Má cảm tới luôn, cảm tới luôn các bạn. Level 6 rồi nhưng lại không có mana dùng R. Ây dồi. Khó ha. Bây giờ farm ngang với con On thì thấy khó rồi. À, bởi vì là con Poppy nó không cần phải canh bot hay là canh mid, bởi vì cái mid nó như thế này rồi anh em. Cái mid con Vladimir nó băng trụ giết con Kassadin thế này thì cần gì ra mid nữa đâu. Vladimir 5-0 rồi.
Vladimir đã 5-0 rồi các bạn ơi. VL con Vladimir chiến công đầu xong rồi nó snowball con Kassadin thở oxy luôn. Mid bây giờ còn không fit đã là may rồi chứ đừng nói nó chứ đừng yêu cầu là nó sẽ lên top để nó cover con Kayle này anh em nhá. Một lay up quá yếu đầu trận đến từ team của Sao Trâm Băng ở đường dưới thì chết hết cả ba. Đường dưới thì chết hết cả cặp bot rồi. Sao Trâm Băng tiếp tục lao lên quét từ nhà đến trường nhưng mà không có đam, còn on nó đã hơi trâu rồi. Tiếp tục quạt với thiêu đốt, đánh tay đối phương flash đi, flash đánh tay e dứt điểm. Chiêu cuối đi ra hay không đây? Cần chiêu cuối đi ra hay không? Không cần chiêu cuối đi ra, hay rồi. Một quả solo từ nhà đến trường tới từ Sao Trâm Băng khi mà thấy Poppy đã lộ khu đường dưới và Vladimir đã mất R-Flash để có thể băng trụ một Kassadin. Đường trên hoàn toàn đơn độc đến từ On và mất con xe to rồi, mất kinh nghiệm tương đối đấy. Nhưng bù lại thì có được một con On khu đường trên với tình huống solo kill. Đối phương thì không biết là có TP hay không. Đối phương không có TP rồi. Sao Trâm Băng không thấy đối phương TP nên là khả năng cao đối phương chưa hồi TP. Và đó là cơ sở để Sao Trâm Băng tiến ra farm thêm tân lính và ăn thêm một khiên trụ. Ăn nhanh rồi về trước khi Poppy nó lên anh em nhé. Tính toán sát thương solo kill từ nhà đến trường là tốt. Mặc dù lượng sát thương của nó thì các bạn thấy là quét như là gãy ngứa vậy. Gãy lắm thì cũng sờn ha, gãy từ nhà đến trường luôn. Và cái hay trong tình huống vừa rồi là không cần đến cái chiêu cuối để có thể thoát chết trong tình huống bị trụ bắn. Nên là pha này thì nếu Poppy có kéo lên vẫn còn công cụ chống băng trụ với cái thần linh định đoạt này nhá. Nhưng mà đánh láo thì hơi khó đấy, không có tốc biến đánh láo mà cái thế từ nhà đến trường thì nhiều khi chưa cuối cũng chết. Bot thì cũng khó rồi, Poppy bắt đầu chuyển địa chỉ xuống dưới bot để cover Caitlyn rồi. Morgana đang rất xanh với 304 nhưng mà Caitlyn hơi thọt. Poppy lao xuống lấy mạng của Soraka và thế trận lúc này là nát bét. Nát bét luôn rồi anh em ơi. Kane lúc này thì Poppy đi đâu là Kane chạy cái cánh khác. Bây giờ Poppy xuống bot gank thì Kane lên cánh trên ăn sứ giả, quá là hợp lý. Đánh trực diện không cách nào đánh lại cả. Phải lùi lùi đi farm rừng cánh còn lại hoặc là đi ăn mục tiêu như thế này thôi. Đối phương đánh cánh nào thì mình đánh cánh ngược lại. Và lúc này thì On không có rừng hỗ trợ nên là đánh cực kỳ nhùng rồi. Mid solo kill tiếp tục diễn ra và đường dưới thì đó là một tình huống solo kill dành cho Caitlyn. Một game đấu phải gọi là siêu khó nữa các bạn ơi. Mid bot đều bị solo kill rồi. On đường trên thì đến thời điểm này lượng sát thương của nó đã không quá đáng ngại dành cho một con kêu đi top của Sao Trâm Băng. Và không có rừng nữa thì On cũng không có cách nào để giết con kêu này cả. Nhưng mà nó combo cũng là đau ha, hỏa dương hiệu triệu phun số nhịp độ đánh luôn. Bị hỏa dương hiệu triệu hất tung. Nhưng sau đó thì vẫn chém tay liên tục và On e lại là chết. Băng trụ luôn, sát thương đủ. Sát thương đã đủ đến từ Sao Trâm Băng cho thiếu vừa rồi và không cần đến chiêu cuối của cả Kane lẫn cả Sao Trâm Băng nữa. Thả sứ giả ăn trụ đường trên gỡ. Nói chung là sẽ không trách được Kane đâu anh em nhé. Không thể trách được Kane là nó không ganh sớm được bởi vì nó cũng có chất tướng cần thời gian. Mạng thứ ba dành cho Sao Trâm Băng. Lần đầu số thứ ba đến từ On và lần này nó có TP. Sứ giả ăn được 4 khiên trụ đường trên mà thôi, không ăn được trụ một ngay lập tức. Nhưng mà bot ít nhất là bot. Còn Poppy bây giờ đang cam bot rồi. Poppy mất rất là nhiều thời gian để cam Sao Trâm Băng khu đường trên. Thế cho nên là nó đang chưa tạo được một lợi thế quá lớn khu đường dưới. Nó đang có ý định tạo lợi thế khu đường dưới liên tục thôi. Vì cái trụ bot hiện tại thì nó đang còn tới 4 khiên trụ cơ. Nhưng mà đường giữa thì có phải là... Đường giữa có phải là con Vladimir 100 CS hơn 101 CS thời điểm này thì... Nó đang... nó đang là con quái vật rồi. Vladimir và Kale đều là những sức tướng late game rất khỏe anh em nhé. Đấy, kèo mình thích xem nhất là kèo mà Kale của Dersa đánh cùng với Vladimir của Nuguri. Đều là những tướng late game và hai con đều có khả năng carry rất tốt nữa. Enemy killing spree. Nhưng có mạng shutdown dành cho Kane, đó là mạng shutdown hỗ trợ đối phương mà thôi. Sao Trâm Băng sau đợt đẩy thì quyết định ra mid một nhịp để tấn công shutdown con Vladimir với thiêu đốt. Nhưng mà đối phương lại đang có định về. Ôi, Poppy có mặt ở đây, quạt con Poppy này luôn. Poppy có tầm nhìn của Sao Trâm Băng và Sao Trâm Băng đang quạt nhưng mà Vladimir bắt đầu áp sát rồi. Nó còn chiêu cuối máu độc, Sao Trâm Băng dính máu độc rồi. Sẽ là mất máu hơi nhiều và Sao Trâm Băng quyết định không dùng chiêu cuối cho tình huống này để cứu vị trí của Kassadin vì chắc là cứu không nổi. Đối phương R-Flash lao lên và Sao Trâm Băng còn chiêu cuối, bật chiêu cuối chém tay và e dứt điểm có mạng sắt đao cho Sao Trâm Băng rồi. Nhưng mà Kane lại không còn chiêu cuối để lấy mạng của Poppy, bị hỏa dương yêu triệu hất tung và lên bảng điểm số với những tình huống gõ tay của rừng đối phương và Poppy cũng là 6-1. Poppy búa rìu 6-1 năm rồi, Sao Trâm Băng có mạng sắt đao đi chăng nữa.
thì cũng là tình huống trao đổi cực kỳ lỗ khi mà một Vladimir đã đổi tới 3 mạng cánh trên. Soraka di chuyển ra nhưng cũng hoàn toàn không có giá trị gì cả, trụ mid đằng nào cũng sẽ mất mà thôi. Năm khiên trụ được giữa rồi. Sao cho mà đang nói cái gì đấy? Nếu mà anh em là biết tiếng Trung thì có thể sub lại ở phía comment giúp cho Văn Tùng nhá. Bởi vì làm giao bán thì nó có tính thời sự. Cái gì đây? Poppy ăn mạng của Soraka đi bộ dạ. Nếu mình làm xong mình để các bạn edit xong rồi chèn sub vào thì hơi mất thời gian đấy. Anh em cố gắng sub những cái đoạn nào mà nó ki ki một chút thôi. Một ván chắc là chỉ có sub tầm 1-2 pha gì đấy. Ở phần comment sau đó thì nếu mà các bạn sub chuẩn thì mình sẽ pin nó ở phần top comment cho các bạn xem là sao cho mình nói cái gì với đồng đội nhá. Văn Tùng thì nếu mà thu xếp được thời gian, Văn Tùng sẽ học thêm tiếng Trung các kiểu. Hiểu đến đâu thì hiểu, sub đến đâu cho anh em thì sub thôi. Trước đây là tình huống đổi mạng diễn ra khu đứng giữa, mất luôn trụ mid. Nhưng mà có một mạng shutdown 950 tiền dành cho kill của Sao Cho Mừng. Và với mạng shutdown đó thì Sao Cho Mừng đã có một cái móc rượt thủy quái và thêm cả một cái gương phẫn nộ nữa. Cái core item của con kill này thì nó không thay đổi so với những giao án trước đây mình từng làm. Giai đoạn gần đây thì mình đã làm quá nhiều giao án của kill rồi. Nó vẫn sẽ là một cái móc diệt rồi đao tím rồi cuồng đao sẽ là ba đồ đầu tiên. Nó là ba đồ đam. Sau ba đồ đam đấy thì mới hướng tới những món trang bị chống chịu dành cho kêu anh em nhé. Vladimir trích một cái quy có cái lệ hai bóng đêm thôi là mất một khúc máu luôn. Có Soraka búp kế bên nhưng mà như này hơi thọt level nhá. Hơi thọt level nếu mà xe kinh nghiệm như thế này. Xe kinh nghiệm như này là khó lên 11 với lại 16 lắm. Soraka đang phải kè kè đến kế bên để cover sao cho mừng farm. Morgana có mặt khu đứng giữa rồi. Đứng trên thì On đã có trụ vì Cassadin cũng quá yếu để giữ trụ đi. Một Cassadin lúc này đi chỗ khác đi ông ơi, đi chỗ khác để tôi lấy kinh nghiệm chứ giờ đứng ở đường giữa chia kinh nghiệm này thua 2 level so với con Vla rồi. Poppy đã có một tình huống bắt chết được Aphelios khu đứng dưới, một thế trận nát như tương và đã có dấu hiệu xoay FF. 15 phút xoay FF thôi. Những game như thế này thì xoay FF là chuyện bình thường anh em nhé. Bởi vì đã là quá nản rồi, chênh lệch đã là quá nhiều. Tuy nhiên với chất tướng Kale, với chất tướng Kassadin và chất tướng là Kane thì đây rồi, Kane vừa bắt lẻ được thành công xạ thủ đối phương. Rồi bị ủi vai rồi bắt buộc phải tung chiêu cuối thôi. Bị ủi vai dính thêm cả khóa bóng tối nó quá là áp lực rồi. Những chất tướng phản công rất tốt về late game với Kale, với Aphelios, với Kassadin và cả Kane nữa. Tín hiệu vui là Kane vừa rồi đã gỡ được một chút khu đứng dưới với một trụ và một mạng của xạ thủ đối phương, đồng ý là mất trụ hai đứng giữa. Nhưng mà cái trụ này là quá khó giữ rồi. Tiếp tục phải chia kinh nghiệm cùng với Aphelios và Soraka. Kane lao vào với chiêu cuối nhưng bị kiệt sức và sức là không đủ rồi. Sao Cho Mừng thì không có chiêu cuối và ở khá xa để có thể hỗ trợ cho tiếng vừa rồi. Mất rừng rồi, khó PK rồi. Bây giờ còn cái gì để PK nữa đâu anh em. Giờ còn cắt level 10 PK cái gì đây. Đấm nhau cắt on, rắc so còn thua. Thôi về farm. Con kêu phải đi farm cánh các bạn ạ, phải đi farm cánh thôi, không thể nào ra mid được nữa rồi. Ra mid bị xe kinh nghiệm nhiều quá. Rồng thì rồng gió thì bỏ hợp lý rồi. Nhiều khi bỏ tới linh hồn rồng cái đội hình này vẫn lật được ấy. Sức mạnh linh hồn rồng thì cũng mạnh nhưng mà về chất tướng thì nó cũng có những cái điểm cộng dành cho đội hình của team Sao Cho Mừng. On trâu quá. Gỡ tiền đến từ tiền thưởng mục tiêu nào. Không nên đam mê PK vì thời điểm này chưa là ngưỡng sức mạnh tối ưu để PK đâu anh em nhé. Nhìn mặt Sao Cho Mừng là nản lắm rồi. Khô lời luôn rồi. Không có trụ hai mà vẫn có đẩy cao đến từ cặp đôi đứng dưới. Kassadin đứng dưới cũng đã bị Kathleen solo kill. Và Kane cũng đã chết rồi. Mà kêu game này của Sao Cho Mừng cũng không xanh đâu. Nói là xanh cũng không thể nào xanh bằng so với những con như là con Vladimir hay là con Poppy được. Cố gắng ăn trụ đường trên 600 anh em ơi. 600 và tiền thưởng thêm nữa. Ok. Hai trụ đường trên. Hai trụ đường trên liên tục. Quạt phun số nhịp độ. Quạt một con on rắc so kìa. Trời ơi. Quạt tới công chuyện luôn nhưng mà mới được có nửa cây. Quạt nó muốn hết điện luôn rồi đấy. Thôi về. Đối phương gọi hỏa dương hiệu triệu là rất mệt đấy nha.
Có về được hay không? Trời, cái gì sát thương đấy? Sát thương ở đâu ra đấy Vladimir? Trời, hay muốn phù thủy à? À, thôi thì phải đao tím món ba lấy kháng phép thôi. Thực ra thì đối phương kể cả là sao cho mừng có đao tím thì cũng cúc rồi. Sứ giả hai nếu mà kên E xuống cướp được thì ăn tiền từ sứ giả không nhặt được mắt cũng được, thậm chí không xuống được luôn. Kassadin 06 rồi, cho các bạn xem cây đây này. Kassadin 06 AF 17 Soraka 06 kên 55 sao cho 45 là người farm tốt nhất trong team. Bên kia Vladimir farm gọi là bá cháy bỏ chết luôn. 11 1 Poppy và 91 Vladimir. Siêu khó luôn các bạn. Cho tiếng in game to lên một chút nhá. Poppy lao lên với tiếng ủi vai trúng vào vị trí của Soraka. Sao cho mừng quạt được Poppy yếu 1.000 tiền cho sao cho mừng. Chiêu cuối còn tiếp tục quạt vào Morgana nhưng đối phương Queen phát chạy tung chiêu cuối giảm đam Vladimir. Quạt tiếp tới từ sao cho mừng hai mạng 1.000 tiền chăng. Đó là một mạng 600 chứ không phải là 1.000 tiền bị hất tung bởi xung kích vòng cháy à, nhầm cái hỏa dương hiệu triệu. Và sau đó tốc biến đi sau tiếng bị dính nóng giòn. Nhưng sau đó thì sao? Có mạng cho Kassadin. Giàu rồi anh em ơi. Quá trời mạng sát đao cho ván này rơi vào túi của sao cho mừng. Hai mạng với tổng cộng là 1.600 tiền vào túi sao cho mừng. Rồi ha, throw ha. Cứ throw đi vì cuộc đời không cho phép đâu. Đội hình đối phương là Kane, Kassadin, Aphelios. Và Kale mà các bạn throw game. Kassadin lao lên, cố gắng đổi mạng được hay không? Không được rồi, Kassadin quá yếu, bách phát bách trúng từ xa. Sao cho mừng đang tận dụng tốc độ đánh cao của một con Kale để ăn nốt cái trụ có thể thử mục tiêu trước khi giật về. Còn Kassadin hơi dướn rồi. Đi ra chỗ khác chỉ kinh nghiệm không? Lúc máu này được rồi mà. 2.700 Kassadin vừa reset tiền rồi, giàu rồi. Đào tím. Đồ ba chắc mua đồ thủ ha, kháng phép ha. Tầm này đóng luôn cái giáp thiên nhiên cũng được. Vladimir nó tránh one shot nhá. Phải tinh, phải tinh. Trận đấu đến hơi thở cuối cùng. Never give up anh em ơi. Hai mạng sắt đao chảy vào túi của một con kê và có thêm tiền thưởng. Nãy giờ đứng trên là hai trụ tiền thưởng, đứng giữa là một trụ tiền thưởng. Thua tiền giữa trận chắc phải đến chục nghìn tiền đấy anh em ạ. Nó mới sắt đao mới thưởng nhiều tiền đến như vậy. Nhưng mà đối phương đang có vẻ muốn tăng tốc ván đấu với tình huống ép Baron rồi. Sẽ phải defend Baron như thế nào với tình huống đối phương đang nhiều tầm nhìn hơn. Và chưa kể là sao cho mừng chưa có R-Flat. Gassadi bị bắt lẻ rồi, hỏa dương hiệu triệu ép đánh với tình huống hất tung hai thành viên của team sao cho mừng. Và Soraka bay máu ngay lập tức bách phát bách trúng. Chỉ còn lại khoảng chừng một phần ba cây máu tới từ vị trí của Afe mà thôi. Tình huống tổ chức bắt lẻ và bắt lẻ được ba thành viên đối phương với triple kill cho Poppy. Sao cho mừng dính khóa rồi. Vừa gỡ được một tí xong là ba ông lại phi tiếp, lại FF tiếp. Khó giữ ta. Nên nhớ là rank kim cương rồi anh em, kim cương 2 tiệm cận với kim cương 1 cao thủ rồi chứ không phải là mức rank tầm vàng bạc bạch kim nữa. Thôi xuống solo rồng thôi, bỏ Baron anh em ha. Cố gắng gỡ. Gỡ con rồng lấy tiền thưởng mục tiêu cùng với gỡ thêm Waybot nữa là có thể có cấp độ 14 rồi. Cấp độ 15. Vừa rồi ăn xong rồng đã úp được nửa cây kinh nghiệm ở cấp độ 14. Với tình huống solo rồng. Nhưng mà tối ưu vẫn là 16 anh em nhé. Nhưng mà 16 thì nó cũng gánh ở mức độ chênh lệch nào đó thôi, nhất định thôi. Chứ không phải là 16 là su win anh em nhé. Cứ nói kêu 16 su win thì người ta đánh kêu hết rồi. Ok, 14 rưỡi. Té. Đối phương đang cầm Baron ra rất nhanh anh em nhé. Tầm này mà sao cho mừng chết là không ai gánh team cả. Tôi nói thật, tầm này mà sao cho mừng nằm xuống một cái là nhiều khi game thua luôn đấy. Đóng luôn ra thiên nhiên ở món 4. Chống sốc sát thương tới từ một con Vladimir quá xanh. Poppy kìa, nhìn đồ Poppy 3 đồ rưỡi. Soraka che bách phát bách trúng. Lính có Baron và sao cho mừng đang nỗ lực dọn lính có Baron. Nhưng đối phương tung chiêu cuối máu độc 3 người.
Một tình huống chiêu cuối đến từ Poppy để ăn Mega và Vladimir dính cái chiêu cuối xong. Ôi dồi, mất máu kìa, Soraka mất máu kìa. Vãi. Con Vladimir này cấp độ 15. Và nó chiêu cuối một cái là gần như trắng cây máu của Soraka rồi. Không biết tí nữa lên 16 nó làm một phát có chết luôn con Afe này không. Tôi nghĩ là level 16 chắc là R nội tại lưỡi hai bóng đen mà chết luôn rồi chứ không cần đến EQ gì nữa. Rồi đối phương bắt đầu ép đánh rất nhanh rồi. Bị hất tung lên bởi hỏa dương yêu triệu và Afe lướt đang bị dính chói hồn. Lướt cung phong linh bỏ chạy sao cho mong đang bấm B về rồi. Thì cũng bấm B về tạm thời bị ngắt và Kane cùng với Soraka thay nhau lên bảng. Kassadin đừng chết bạn ơi, đừng chết bạn ơi, thua đấy. Xin đấy, đừng chết. Một máu R chạy đi bạn ơi, cấp độ 12 rồi, hai lần R rồi. R về trụ 2 sống đi bạn. Mua dược phẩm để Onin pha này đến từ sao cho mong rồi. Đối phương giật về và Poppy đứng dưới đang phải một đánh hai nhưng mà có Poppy là nó cân hai carry luôn. Xung kích bóng cháy trượt, thổi bể xong thì bị quạt liên tục bởi sao cho mừng. Phun số nhịp độ và lúc này là phun số nội tại quạt liên tục để có thể dọn lính. Lính có Baron, lính có Baron và cả Mega nữa. Nhưng mà quạt được, thích thì chơi, thích thì chơi, không thích thì chơi các bạn ơi. Còn thiêu đốt, quạt từ nhà đến trường luôn. W lên, búp lên Soraka ơi. Xung kích bóng cháy sao cho mừng lách được, khóa bóng tối cũng lách được, quạt sát thương đủ với hai đòn. Còn chiêu cuối để cân 3 cân 4 cho tình huống này, Soraka tiếp tục búp phía sau và sao cho mừng bắt đầu quạt có tốc biến hồi lại rồi. Chiêu cuối còn đến từ sao cho mừng Vladimir Onin, sao cho mừng dính nghe đến từ Poppy nhưng bật chiêu cuối lên quạt hết. Quạt hết. Có mạng tốc biến ra quạt tiếp đến từ sao cho mừng, có Kane xuất hiện và Kane có cho mình cú double kill. Rất nhiều mạng của sao cho mừng nhưng mà Kane ăn hết rồi. Hai cái mạng shutdown dành cho con Kane với một mạng shutdown là 1000 tiền và một mạng shutdown là 450 đã thuộc về cho rừng của team sao cho mừng chứ không phải là kill của sao cho mừng. Hơi tiếc một chút. Và On cũng như Vladimir đã đánh giá sai sức mạnh của một con Kale lúc này mới chỉ cấp độ 15 thôi nhưng đã khỏe như thế rồi. Bây giờ xong bãi sói, xong bùa xanh, xong cóc cấp 16. Và ôm cho mình hơn 2000 tiền nữa thì sẽ là như thế nào đây? Nice. Về, nghe về. Giác thiên nhiên và cái gì nào? Giác cai ngục. Mua hai đồ tanh ha, mua hai đồ thuần tanh ở hai món cuối. Mà ba đồ đầu với giày đã là rất nhiều sát thương rồi. Rồi, một cơ chế xe bùa ở tại 13.11. Giúp cho đội hình của Team Sao Châm Bân sẽ có hai bùa đỏ trên người của Kane và cả con Kale này nữa. Afe tầm này 1-10 chắc khỏi cần bùa đỏ ha. Hỏa dương hiệu triệu ép đánh sao cho mừng hết spell bị hất tung lên, Soraka đến. Xung kích bóng trái hất tung nhưng mà khóa bóng tối đi xa, xóa khóa bóng tối nhưng hitbox nó hơi ảo, nó vẫn dính kìa. Vẫn quạt được vì đối phương ở hơi xa và quan trọng là đối phương không có Vladimir. Không có Vladimir và đối phương đánh láo rồi, sao cho mừng phun số nhịp độ bắt đầu lao lên. Bị dính búa Poppy và không tiếp cận giao tranh được, Kassadin cũng ở quá xa, Vladimir đã tới. Và Kane là người lên bảng, Morgana lao lên với chói hồn và ánh trăng dẫn lối sát thương là hơi ít đến từ Aphelios. Morgana thậm chí còn đồng hồ và chết hai rồi. Cấp độ 16 đã có đến từ sao cho mừng nhưng mà sau đó thì lại không thể nào có thể PK nổi khi mà đối phương ép đánh ở cự ly xa và sao cho mừng có thể về được. Vẫn còn hy vọng đến từ một con Kale cấp 16 có chiêu cuối của sao cho mừng. Catelyn lao lên bắn có vẻ là hơi đau, dính khóa rồi, bắt đầu đứng quạt tung chiêu cuối, quạt tiếp dính máu độc. Soraka búp đi bạn ơi, búp hết sức đi bạn ơi. Poppy lao vào, sao cho mừng mất máu hơi nhiều, tiếp tục W lên quạt tay, quạt và người nằm xuống là Vladimir chứ không phải sao cho mừng. Sao cho mừng có một mạng của Poppy và Kassadin cũng đã có mạng của Vladimir rồi, tiếp tục quạt 2.59 tốc độ đánh và đắp một kill cho Kassadin. Đồng đội cũng đang comeback cực mạnh rồi. Vẫn còn đó sao cho mừng với một cái giáp thiên nhiên với khả năng chống chịu của lượng kháng phép mang lại. Vladimir đã nỗ lực, nếu như pha vừa sao cho mừng nằm xuống thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng vì sao cho mừng còn sống, còn sống là còn hy vọng các bạn ơi. Còn sống là còn sát thương. Quạt một lúc hai người luôn. Quạt cả AD support đối phương luôn. 2.6 tốc độ đánh quạt. Liên tục. Chờ Cassidy 16 nữa thì hay ha. Đồng đội đã thọt kinh nghiệm quá. Sao cho mà cấp 17 nhưng mà đồng đội mới cấp 14 à. Về nhà đấu khiên băng Randuin. Ra Baron thôi, không đủ tiền dược phẩm nhưng phải ra thôi.
Bên kia thì Vladimir đang bị Tôi kẹt lại xuống ở ở cấp độ xa 15 tôi khá lại lâu làm rồi. sao hai cái đám đúng không? Đi kiểm soát lại tầm nhìn và chuẩn bị trong tình huống giao tranh Baron thôi. Đây là mục tiêu cực kỳ quan trọng ở thời điểm này. Sao Trâm Mừng chưa có tốc biến nha. Quạt từ phía bên trên, quạt xuống, Poppy lao vào cùng với Hỏa Dương Hiệu Triệu tấn công Sao Trâm Mừng. Nhưng Sao Trâm Mừng rút lui được Hỏa Dương Hiệu Triệu lần hai, trượt bên phía bên kia đang có đánh nhau. Sao Trâm Mừng đang quạt hai tanker đối phương và dính chiêu cuối đấy. Poppy không tiếp cận giao tranh được nhưng Kassadin đã có mạng của Vladimir. Bằng một cách nào đó thì Kassadin đã lấy được mạng của Vladimir và Kane vòng ra phía sau với một Kane Assassin. Ba thành viên đối phương kẹt lại sau khi Morgan Knight bảo điểm số. Và đó là một tình huống mà On bị kẹt lại ở phía sau. Sao Trâm Mừng quyết định tấn công Caitlyn chung với lại vị trí của Kane, tung chiêu cuối hỗ trợ cho Kane một chút trước con Poppy phía bên kia. On đã phải nằm xuống. Sao Trâm Mừng quạt bay đầu vị trí của Caitlyn và sau đó chuyển sang tấn công Baron mà thôi. Không được xem bản đồ nhỏ để xem là lý do vì sao mà con Vladimir nằm xuống sớm đến như vậy. Nhưng khi mà Vladimir nằm xuống thì team Sao Trâm Mừng đã có một tiếng giao tranh thắng lợi rồi. Cấp độ 18 thì Sao Trâm Mừng ngay lập tức đồng đội đã up lên mỗi người một level. Kassadin và Kane là cấp độ 15. Cặp bot thì là 14 hết rồi. Soraka thậm chí đã up tới 2 level trong tình huống gần đây. Nhưng ngay sau đó thì Poppy đã có mạng shutdown. On bắt đầu đúc đồ được rồi. Ê, con Poppy này nó dí cái tốc độ di chuyển của cái giáp liệt sĩ là hơi căng nha. Sao Trâm Mừng về đóng dược phẩm cứng cáp lên. Poppy kích đứt gia tăng tốc độ di chuyển và gõ búa liên tục với nội tại búa rìu cùng với nội tại của cái giáp liệt sĩ nữa. Soraka và Afe đi chung rồi. Đến late game vẫn thấy khó khó kiểu gì nhỉ, vẫn là thua quá trời mạng, thua 20 mạng anh em. Đến thời điểm này vẫn là thua tới 20 mạng. Nải ma thì quan trọng đó. Sợ thật sự. Nếu nải ma nó vô, chúng ta cũng chỉ đâu sở không được gia rồi. ADC nó chết thì cần gì sử nguyên điểm, bị hại nhân à. Lại phải cầm Baron defend thôi, cũng may thời điểm này là chưa ra rồng đấy nhá. Tập này mà có rồng là mất chắc luôn rồi. Bên kia thấy Poppy mua cái găng xích rồi nhưng không biết là kích vào ai. Tại sao Poppy mua găng xích lại không kích vào Sao Trâm Mừng nhở? Là do chưa bị lộ vị trí. Bữa đói game ơi. Sao Trâm Mừng đang nói về giá tiền của những trang bị gươm suy vong và như vậy là đổi đồ rồi, đổi móc diệt thành suy vong rồi. Móc diệt và suy vong nó sẽ có khác nhau về mặt sát thương anh em nhé. Đối với móc diệt thì nó là sát thương phép khá nhiều, đối với suy vong thì nó là sát thương vật lý. Rồi đối phương kích tốc lao lên nhưng mà có TP tới từ Kassadin. Kassadin cấp độ 16 và Kane 16 rồi. Sao Trâm Mừng bước lên quạt luôn, dính chói hồn và dính chiêu cuối Poppy. Lại bị out giao tranh rồi nhưng mà Kane có cho mình cú double kill. Kane có double kill và đồng đội lúc này đã tự giao tranh mà không cần đến Sao Trâm Mừng nữa. On chắc chắn sẽ gãy trong tình huống này. Mạng thứ 11 dành cho Sao Trâm Mừng và đồng đội đang truy lùng mạng cuối cùng của người chơi Poppy. Và Poppy cũng đã nằm xuống quét sạch rồi. Đến thời điểm mà Kane cấp 16, Kassadin 16 và đồng đội đã đủ khỏe để lật lại game thì Sao Trâm Mừng chỉ lao lên bết chiều mà thôi. Một đội hình mà thua đến mười mấy nghìn tiền vẫn lật được. GG. Quá hay. Một game lật kèo gọi là từ cõi chết trở về luôn. Tôi không biết là lệch cái game này là lệch đến bao nhiêu tiền ở thời điểm đỉnh cao của nó nữa. Nào để xem là lượng sát thương cuối game nào. Sao Trâm Mừng có check không? 51.000 sát thương sau 31 phút. Gánh team là có thật chứ có gì nữa. Poppy bên kia là 38.000 sát thương và Vladimir 33.000. Gánh sát thương thì thôi rồi. Mức ranking cơ 2 anh em nhá. 4 3 3 phiếu vinh danh nha. Lượng tiền đến cuối game thì team của Sao Trâm Mừng đã vươn lên dẫn trước là 68.000 so với 62.000. Ok chưa? À, được ba cái vinh danh mặt cười tươi ha. Một game đấu lật kèo khá là nhiều tiền đấy các bạn. Cái sát thương đốt của cái móc diệt thủy quán là sát thương phép mà. Cái sát thương mỗi lần kích hoạt á. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một cái game đấu cực kỳ hay của Sao Trâm Mừng với con Kale mà không hiểu lý do tại sao có thể win được game này nữa. Sau những màn
throw game, những tình huống fit shutdown của đối phương thì team Sao Trâm Vương đã comeback cực kỳ ấn tượng để lật lại game đấu này, một game đấu mà tưởng chừng như sẽ bị thua ở phút thứ 15 nhưng vẫn có thể comeback. Hẹn gặp lại anh em vào những dàn khác nhé. Bye bye.